One Audio F2 đến từ hãng tai nghe Digi bán chạy nhất Amazon. Chất âm không chỉ hay, chuẩn Digi, nhiệt bass sống động với màng loa 10mm mà còn thiết kế đẹp, họa tiết đĩa than làm điểm nhấn với đèn báo pin. Pin lên tới 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả tuần. Hàng chính hãng, bảo hành 12 tháng. Dành riêng cho fan của Battlecry, giảm ngay 50k từ 590k còn 540k theo đường link bên dưới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry, lịch sử thế giới. Ở video kỳ trước, chúng ta đã được chứng kiến sức mạnh bài sơn đảo hải như sóng xô biển động của quân đội Nhật Bản. Chỉ trong vòng có vài tháng, họ đã nhấn chìm các thành phố của Trung Quốc trong biển lửa. Bắc Kinh, Thượng Hải đều đã thất thủ. Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch bị đánh cho không ngóc đầu lên nổi và chỉ còn biết rút lui vào sâu trong nội địa. Tưởng đang muốn có một trận đánh quy mô lớn nhằm chặn đứng đà tấn công của quân Nhật và tương lai xa là phản công chiếm lại lãnh thổ đã mất. Vậy thì Tưởng Giới Thạch đã làm gì để chặn thế quân như vũ bão của quân Nhật? Và ông ta có thành công hay không? Hãy cùng tìm hiểu qua video ngày hôm nay nhé! Kỳ vọng lớn lao của thống chế. Ngày 15 tháng 11 năm 1937, tức là khi trận Thượng Hải còn chưa kết thúc hẳn, Nam Kinh đã được chọn làm nơi gánh vác trọng trách giành lại chiến trường của Trung Quốc. Tưởng Giới Thạch nhấn mạnh một cách kiên quyết là phải xây dựng một lực lượng phòng thủ vững chắc ở Nam Kinh. Tưởng lập luận giống như trong trận Thượng Hải rằng nhiều khả năng Trung Quốc sẽ nhận viện trợ từ các cường quốc nếu họ chứng minh được ý chí chiến đấu trên chiến trường và khả năng kháng Nhật. Thế nhưng, điều này lập tức bị các tướng dưới quyền phản đối. Bạch Sùng Hy, Lý Tông Nhân và Hà Ứng Khâm cho rằng đó sẽ là tự sát khi quân Quốc dân đảng còn chưa kịp phục hồi sau trận Thượng Hải đầy tàn khốc. Hơn nữa, Nam Kinh rất khó phòng thủ về mặt địa hình. Địa hình chủ yếu là dốc thoải ở mặt tiền của Nam Kinh sẽ giúp cho phe tấn công dễ dàng tiến vào thành phố. Phía sau thành phố là con sông Trường Giang sẽ ngăn cản đường rút lui của phe phòng thủ. Tuy nhiên, Tưởng vẫn ngày càng trở nên kích động hơn trong suốt trận Thượng Hải, thậm chí còn tức giận tuyên bố rằng ông ta sẽ ở lại Nam Kinh một mình và đích thân chỉ huy lực lượng phòng thủ. Mặc dù Tưởng tuyên bố công khai rằng ông ta sẽ tử thủ tại Nam Kinh đến tận người cuối cùng, nhưng toàn quân thì đều nhận thức được tình thế bấp bênh của mình. Trong cùng ngày, họ thành lập lực lượng đồn trú. Tưởng chính thức rời đô từ Nam Kinh đến Trùng Khánh, ở sâu trong nội địa của Trung Quốc. Ngày 20 tháng 11, quân đội Trung Quốc và các đội lao động từng nhập ngũ bắt đầu khẩn trương củng cố hệ thống phòng thủ của thành phố Nam Kinh, cả bên trong và bên ngoài thành phố. Bản thân Nam Kinh được bao bọc bởi những bức tường đá sừng sững, kéo dài gần 50 km xung quanh thành phố. Các bức tường đã xây dựng hàng trăm năm từ thời nhà Minh, mỗi bức cao tới 20m, dày 9m và được trang bị các ụ súng máy. Đến ngày 6 tháng 12, tất cả các cổng vào thành phố đều đóng lại và sau đó được rào bằng một lớp bao cát và bê tông dày 6m. Tưởng rất chú trọng trong việc bố trí phòng thủ và trang bị vũ khí cho quân đội của mình. Thế nhưng lại bỏ qua một yếu tố vô cùng quan trọng, đó là con người. Lực lượng đồn trú Nam Kinh về lý thuyết là một đội quân đáng gờm gồm 13 sư đoàn, bao gồm 3 sư đoàn tinh nhuệ do Đức huấn luyện, cùng với lữ đoàn huấn luyện siêu tinh nhuệ. Nhưng trên thực tế, hầu hết những đơn vị đổ về đây chiến đấu ở Nam Kinh đều đã bị tấn công dữ dội từ trận Thượng Hải. Khi về tới Nam Kinh, họ đều kiệt quệ về thể chất, trang bị thì yếu kém và tổng sức mạnh quân đội đều đã bị cạn kiệt. Để bổ sung thêm vào đơn vị này, 16.000 thanh niên lẫn cả thiếu niên từ Nam Kinh và các thôn làng xung quanh nhanh chóng bị ép nhập ngũ với tư cách là tân binh. Chỉ trong vòng có vài tuần, quân Quốc dân đảng đã phồng lên tới 150.000 quân. Thế nhưng có tới 1/3 trong số đó là những người dân chỉ được đào tạo vài ngày qua loa. Số còn lại thì cũng không khá khẩm hơn là bao khi mất tinh thần chiến đấu. Về phía quân đội Nhật, dù đang thắng thế như trẻ tre, nhưng chỉ huy khi đó là tướng Matsui Iwane cũng không dám chủ quan khinh địch. Vào đầu tháng 12, phương diện quân trung tâm Trung Quốc của Nhật Bản đã tăng quân số hiện có lên hơn 160.000 người. Nhật Bản đã lên từng chi tiết cho kế hoạch của mình bằng một chiến thuật gọng kìm mang tên bao vây và tiêu diệt. Hai mũi gọng kìm của phương diện quân trung tâm là binh đoàn viễn chinh Thượng Hải
tiến từ Sở Đông và quân đoàn 10 tiến từ Sở Nam. Ở phía Bắc và phía Tây Nam Kinh có sông Trường Giang, nhưng người Nhật đã lên kế hoạch chốt chặn đường thoát hiểm này bằng việc điều động một hải đoàn ngược dòng sông, đồng thời triển khai hai biệt đội vây quanh phía sau thành phố. Tuy nhiên, đứng trước một pháo đài khổng lồ như Nam Kinh được phía tưởng chuẩn bị, tướng Matsui Iwane đã tính toán xa hơn và cho rằng sẽ phải mất ít nhất là 1/3 lực lượng để đánh chiếm nơi này. Ông ta thậm chí còn gọi về cho mẫu quốc và xin chuẩn bị thêm lực lượng dự bị nếu có tình huống xấu nhất xảy ra. Tướng Matsui còn cẩn thận đặt lực lượng không quân Nhật Bản trong trạng thái chiến đấu cao nhất. Đến ngày 9 tháng 12, các lực lượng của Nhật Bản đã tiến tới phòng tuyến Phú Khoác, tuyến phòng thủ hoành tráng cuối cùng của Nam Kinh. Tại thời điểm này, tướng Matsui đã soạn thảo một lệnh triệu tập đầu hàng gửi cho quân tưởng, thảo luận về các điều khoản cho phép quân Nhật chiếm đóng thành phố trong hòa bình. Vào ngày 10 tháng 12, nhóm nhân viên cấp cao của Matsui đã chờ đợi xem liệu rằng cánh cổng có mở hay không, nhưng cuối cùng đã không có phản hồi nào. Có nghĩa là cả hai sẽ phải đánh một trận quyết tử đến từng người lính cuối cùng, từng đơn vị cuối cùng. Theo như những tính toán của tướng Matsui, sẽ không có sự nhân nhượng nào. Những biến cố bất ngờ. Vào 1 giờ chiều ngày 10 tháng 12, tướng Matsui ra lệnh cho tất cả các đơn vị mở cuộc tấn công tổng lực vào Nam Kinh. Binh đoàn Viễn Chinh Thượng Hải đột kích vào lữ đoàn huấn luyện siêu tinh nhuệ của Trung Quốc trên dãy Tử Kim Sơn, nơi bao quát cả chân trời phía đông bắc thành Nam Kinh. Dù cho có hỏa lực áp đảo, nhưng phía quân Nhật thì lại tiến vô cùng chậm chạp với thương vong khá đáng kể. Lý do là vì tướng Matsui đã cấm quân mình sử dụng pháo, vì nơi đây có hai di tích lịch sử là lăng của Tôn Trung Sơn và lăng Minh Hiếu. Ông không muốn phá hủy chúng. Chính điều này đã làm cho quân Nhật bị chậm chân so với năng lực thực sự của họ. Các bức tường thành và chiến hào từ thời nhà Minh đã khiến tốc độ tiến quân của quân Nhật chậm đi khá nhiều. Quân Trung Quốc cũng lợi dụng địa hình địa thế được bố trí từ trước nhằm chặn đánh quân Nhật quyết liệt. Phải mất 24 giờ để quân Nhật chiếm được các lối vào Nam Kinh từ hai cánh Đông Nam và Vũ Hoa Đài, với tổn thất hơn 500 người chết và hơn 1.000 người bị thương. Đổi lại, phía Trung Quốc cũng đã có tới hơn 4.000 thương vong ngay trong ngày đầu tiên. Cuộc chiến đã diễn ra khốc liệt, y như những gì mà tướng Matsui tính toán ban đầu. Thế nhưng đây thì mới là lúc mà bước ngoặt xảy ra. Đường Sinh Trí phàn nàn với tưởng rằng thương vong bên phía chúng ta thường là rất nặng và chúng ta đang chiến đấu với xe bọc thép bằng xương bằng thịt. Sự thiếu hụt về trang bị của quân Trung Quốc được bù đắp bằng tinh thần chiến đấu không khoan nhượng của họ. Điều này một phần cũng là do mệnh lệnh nghiêm ngặt rằng không một ai hoặc bất kỳ một đơn vị nào được phép lùi bước mà không có sự cho phép. Trong suốt trận chiến, khoảng 1.000 binh sĩ Trung Quốc bị bắn chết bởi chính đồng đội của họ vì có ý định rút lui. Đường Sinh Trí đã thuyết phục tưởng ra lệnh rút quân khỏi Nam Kinh, thế nhưng lại không nhất quán trong việc ra lệnh cho binh sĩ, làm cho binh lính không biết là đi hay ở, cuối cùng là dẫn tới sự hỗn loạn. Một kế hoạch rút quân mà không rõ đường đi nước bước, tính toán cẩn thận, ắt sẽ dẫn tới đại họa. Và thảm họa như vậy đã đến với quân Trung Quốc ở Nam Kinh. Khi trái với tính toán cẩn thận, cả một bản kế hoạch rút 150.000 quân chỉ được soạn thảo trong vòng chưa đầy một buổi chiều. Nó vô cùng sơ sài, theo đúng kiểu làm ăn thì láo mà báo cáo thì hay. Khi Đường Sinh Trí ra lệnh rút lui nhưng lại không hề để lại đơn vị chặn hậu và thảo rõ đường rút lui, điều này đã khiến cho pháo binh và không quân Nhật Bản được phép bắn thả cửa. Kể từ sau cái lệnh rút quân đó, Nam Kinh không còn là một trận chiến nữa mà là một cuộc thảm sát. Ngay trong đêm ngày 12 tháng 12, Đường Sinh Trí đã vội rút khỏi Nam Kinh, nhưng đó thì chỉ là mình ông ta thôi. Hai tập đoàn quân số 66 và số 83 chỉ còn chưa đầy 600 người ra được khỏi Nam Kinh. Gần rạng sáng ngày 13 tháng 12, một phần của tập đoàn quân 74 cũng đã bị tiêu diệt trong nỗ lực phá vỡ phòng tuyến quân Nhật dọc theo sông Trường Giang ở phía nam thành Nam Kinh. Hàng ngàn người dân thường từ phía nam thành Nam Kinh đều đã chạy loạn trước sự tiến công của quân Nhật trong cùng đêm ngày 12, đã tạo ra một cảnh thảm khốc chưa từng có. Khi quân đội và thường dân
bắn giết lẫn nhau để bỏ chạy. Hàng ngàn người chết mà chưa cần tới hỏa lực của quân Nhật. Đám đông tranh giành nhau để leo lên vài con tàu còn sót lại, nhưng chúng nhanh chóng trở nên quá tải tới mức bị chìm giữa đường. Phần còn lại của binh lính Trung Quốc đều nhảy xuống dòng nước lạnh giá của sông Trường Giang để bám vào những khúc gỗ hoặc những mảnh gỗ vụn, dù tất cả đều nhanh chóng bị con sông nhấn chìm. Hơn nữa, vào thời điểm này, quân Nhật gần như bao vây hết thành Nam Kinh, và nhiều người cố gắng vượt qua sông Trường Giang đều sớm nhận ra mình đang bị ngắm bắn từ cả hai bên bờ. Nhiều người trong số hàng chục ngàn binh sĩ Trung Quốc không thể trốn thoát khỏi thành phố. Họ đã phản ứng bằng cách cởi bỏ quân phục và vũ khí, đánh cắp quần áo từ người đi đường để có thường phục. Sau đó, họ liều lĩnh tìm kiếm nơi trú ẩn trong khu an toàn Nam Kinh bằng cách hòa lẫn vào dân thường. Phóng viên người Mỹ Tinman Durbin đã mô tả rằng ông ta chứng kiến việc một đội quân cởi đồ hàng loạt thực sự là khá khôi hài. Vũ khí thì bị vứt bỏ cùng với đồng phục, và đường phố trở nên bao phủ bởi súng, lựu đạn, gươm, ba lô, áo khoác, giày và mũ bảo hiểm. Phía trước bộ truyền thông và xa hơn hai dãy nhà là xe tải, xe pháo, xe bus, xe nhân viên, xe ngựa, súng máy và vũ khí nhỏ chất thành đống như thể đang trong một bãi phế liệu. Trận đánh đã gần như kết thúc chỉ sau vỏn vẹn có hơn 48 tiếng sau khi tướng Matsui ra lệnh tổng tấn công. Mọi thứ thậm chí còn diễn ra suôn sẻ hơn tất cả những kịch bản mà ông ta đã vạch ra. Chỉ còn một số nhóm lính lẻ tẻ chống cự yếu ớt. Điều này thì không làm quân Nhật quá bận tâm. Quân Nhật chỉ mất có khoảng 1.900 lính tử trận và khoảng 4.900 lính bị thương, trong khi phía Trung Quốc có tới 70.000 lính bị loại khỏi vòng chiến đấu. Nó giống như một cuộc thảm sát hơn là chiến đấu. Trước đà thắng lợi như vũ bão, không gì có thể ngăn cản, người Nhật đang nghĩ tới kịch bản kết thúc sớm của chiến tranh với Trung Quốc bằng việc tiêu diệt cơ quan đầu não của Quốc dân đảng, lúc này đang đóng ở Vũ Hán. Điều này đã mở ra biển lửa thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một năm khi cuộc chiến bắt đầu. Đòn kết liễu cuối cùng. Giữa tháng 12, quân Nhật chiếm được Thượng Hải. Từ Thượng Hải, quân Nhật dễ dàng chiếm được thủ đô Nam Kinh và gây ra một cuộc thảm sát tàn bạo ở đây. Tháng 5 năm 1938, quân Nhật chiếm được Từ Châu ở Giang Tô. Trước sự tiến công nhanh và mạnh của quân Nhật, Tưởng Giới Thạch đã quyết định rút lui về phía Tây Nam và tạm rời thủ đô kháng chiến về Vũ Hán. Vũ Hán là thành phố lớn thứ hai ở châu thổ sông Dương Tử xét về dân số và kinh tế. Quân Nhật cho rằng nếu chiếm được Vũ Hán và bắt được Bộ Tư lệnh Quân đội Trung Quốc ở đây thì nó sẽ là đòn đánh quyết định để kết thúc cuộc chiến tranh. Phía Trung Quốc thì quyết tâm bảo vệ Vũ Hán, cầm chân đối phương ở đây để đánh bại kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của quân Nhật và có thời gian cho Trung ương di chuyển về Trùng Khánh. Cũng cần phải nhắc lại mục đích của quân Nhật, đó là tìm kiếm tài nguyên và thị trường cho nền công nghiệp khổng lồ của mình. Cho nên, việc kết thúc sớm chiến tranh với tổn thất ít nhất sẽ là ưu tiên hàng đầu của họ. Mặt khác, sẽ là không khôn ngoan khi phải đánh nhau với một đối thủ có quân số và dân số hơn mình cả chục lần trong một khoảng thời gian dài với nhiều biến cố có thể xảy ra. Cho nên, tấn công Vũ Hán sẽ là một cú knock out sớm để kết thúc cuộc chiến này. Để chống lại quân Nhật tấn công Vũ Hán, Tưởng Giới Thạch đã bố trí tới 120 sư đoàn tinh nhuệ nhất của mình ở lại Vũ Hán để chặn địch. Đặc biệt lần này, họ nhận được cả sự chi viện của Liên Xô, bao gồm cả một phi đội máy bay chiến đấu và các phi công tình nguyện sang đây để cùng chiến đấu. Tổng cộng, họ có 1,2 triệu quân và khoảng 200 máy bay từ Liên Xô, 30 tàu hỗ trợ hỏa lực trên sông. Phía quân Nhật là phương diện quân trung tâm Trung Quốc do Đại tướng Hata Sudoku chỉ huy. Phương diện quân này có 2 quân đoàn. Quân đoàn số 11 do Trung tướng Okamura Yasuji chỉ huy gồm có 6 sư đoàn. Quân đoàn số 2 do Hoàng Thần, Trung tướng Higashikuni Naruhiko chỉ huy gồm 4 sư đoàn. Tổng cộng, quân Nhật Bản có khoảng 350.000 quân, tức là chỉ chưa bằng 1/3 quân số của Trung Quốc. Nhưng bù lại, họ lại có ưu thế áp đảo với 500 máy bay và 120 tàu chiến. Cũng cần phải nói thêm rằng, Trung Quốc khi này vẫn chưa đủ trình độ để đào tạo ra những phi công là những tiêu kích hiện đại khi đó. Cho nên các phi vụ không chiến với quân Nhật đều là phi công của Liên Xô thực hiện. Mặt khác,
dù có 200 máy bay, nhưng đó cũng là vốn liếng duy nhất mà Trung Quốc có kỳ này. Cho nên, họ cũng chẳng dại gì mà tiêu toàn bộ 200 chiến đấu cơ này trong một trận đánh duy nhất. Tổng kết lại, xét về quân số, quân Trung Quốc có ưu thế áp đảo khi đông gấp gần 4 lần quân Nhật. Nhưng đổi lại, quân Nhật thì có ưu thế áp đảo gấp gần 3 lần về không quân và 4 lần về hải quân. Chưa kể một điều là quân Nhật được đào tạo tốt hơn so với những đội quân chấp vá từ nhiều quân phiệt khác nhau của phía Trung Quốc. Cố gắng để có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc giao tranh ở Vũ Hán, quân Trung Quốc đã mở khẩu đê sông Hoàng Hà, chỗ chảy qua Hoa Viên Khẩu, gây ngập lụt trên diện rộng, buộc quân Nhật phải hoãn tấn công. Trận lụt này được gọi là trận lụt Hoàng Hà 1938. Dù chặn được quân Nhật, nhưng nó đã cướp đi 500.000 sinh mạng thường dân của Trung Quốc, 1 triệu người bị thương và 3 triệu người mất nhà cửa. Hành động này của Tưởng tuy chặn được đà tiến công của quân Nhật, thế nhưng lại để một hậu quả lâu dài, đó là mất đi lòng dân. Vụ phá đê đã trở thành tiêu điểm để Đảng Cộng sản Trung Quốc sau này tuyên truyền và chống lại chính phủ Quốc dân Đảng. Vũ Hán rực lửa. Ngày 13 tháng 6, Nhật Bản chia quân hai cánh trên bộ, cộng thêm không quân đánh phá, 3 mũi giáp công, hừng hực khí thế như sóng xô bờ, tiến vào Vũ Hán. Ở phía nam sông Dương Tử, quân đoàn 11 của Nhật Bản đổ bộ và chiếm được An Khánh, mở màn trận Vũ Hán. Đó là một khởi đầu tốt cho họ. Họ tiến dọc theo bờ nam sông Dương Tử, đánh từ đông sang tây, rồi quay lại phía đông. Lần lượt 10 thị trấn dọc con sông này đều đã bị quân Nhật chiếm đóng. Tuy nhiên, khác với trận Nam Kinh trước đó, khi quân Nhật thắng như trẻ tre, chiếm cả thành phố trong chưa đầy 48 giờ, thì tại Vũ Hán, mỗi một thị trấn họ giành được đều phải trả giá bằng sinh mạng của hàng trăm binh lính. Ngày 1 tháng 10, Thiếu tướng Matsuda Junrokuro ra lệnh cho quân Nhật đi vòng ra sau lưng quân Trung Quốc ở Nam Tầm, tới vùng Vạn Dã Lĩnh để chia cắt quân Trung Quốc ở Nam Tầm với lực lượng phía sau. Ý đồ này đã bị quân Trung Quốc phát hiện. Khoảng 10 vạn quân Trung Quốc thuộc biên chế của 3 quân đoàn, tăng cường thêm 8 sư đoàn và 1 trung đoàn nữa đã bao vây sư đoàn số 106 của Nhật. Tướng Okamura điều gấp sư đoàn 27 tới giải vây cho sư đoàn 106, nhưng cũng đã bị đánh bật ra ngoài do quân số áp đảo từ phía Trung Quốc. Phần lớn của sư đoàn 106 quân Nhật, khoảng 10.000 người đã bị tiêu diệt gọn, chỉ còn khoảng 1.700 người thoát ra được. Đây là lần đầu tiên trong chiến tranh Trung Nhật một sư đoàn của quân Nhật bị tiêu diệt. Tuy nhiên đổi lại, phía Trung Quốc cũng bị thương vong tới 40.000 người. Đến ngày 29 tháng 10, tức là sau 3 tháng rưỡi, quân Nhật mới tiến được tới Vũ Xương, áp sát thành phố Vũ Hán. Ở phía bắc sông Dương Tử, ngày 24 tháng 7, sư đoàn 6 quân đoàn 11 của Nhật từ An Huy đánh sang Thái Hồ. Quân Nhật đã chọc thủng phòng tuyến của quân Trung Quốc và tới ngày 3 tháng 8 đã chiếm được các huyện Thái Hồ, Túc Tùng và Hoàng Mai thuộc Hồ Bắc. Tuy nhiên, quân Nhật đã quá chủ quan trong việc bố trí phòng ngự và tạo ra một sai lầm chiến lược. Tới cuối tháng 8, quân Trung Quốc đã phản công và giành lại được Thái Hồ và Túc Tùng. Quân Trung Quốc nhân đà đó tiến hành phản công, hòng đánh bật hoàn toàn quân Nhật, song đã thất bại và phải rút về Quảng Tế để củng cố lực lượng. Họ cố gắng đánh vào sườn quân Nhật ở Hoàng Mai để kìm bước tiến quân địch, song không thành công. Cùng lúc này, quân Nhật sau đòn choáng váng đã củng cố lại lực lượng, xốc lại đội hình chiến đấu và tổ chức tấn công bài bản. Họ chiếm được Quảng Tế và Vũ Khuyết. Các nỗ lực ngăn chặn kẻ thù của quân Trung Quốc đều thất bại vì quân Nhật có ưu thế hỏa lực và không quân làm chủ, cũng như kinh nghiệm tác chiến vượt trội. Quân Nhật tiếp tục chiếm được Thiên Gia Trấn vào ngày 29 tháng 9, Hoàng Pha vào ngày 24 tháng 10 và áp sát Hán Khẩu. Dù Vũ Hán là một thành phố được xem là sầm uất khi đó, nhưng ngay giữa nó lại có một chướng ngại vật tự nhiên vô cùng lợi hại. Đại Biệt Sơn là một dãy núi lớn giữa hai tỉnh Hồ Bắc và An Huy, chạy dài theo hướng Tây Bắc Đông Nam từ sông Hoài tới sông Dương Tử. Vùng này thuộc phạm vi của quân khu 5 Trung Hoa Dân Quốc. Quân đoàn 2 quân Nhật bắt đầu tiến công vào Đại Biệt Sơn từ cuối tháng 8 theo hai hướng. Sư đoàn 13 tấn công từ phía Nam, sư đoàn 10 và sư đoàn 3 tấn công ở phía Bắc. Ngày 12 tháng 10, cánh quân phía Bắc của quân đoàn 2 đánh đến Tín Dương và di chuyển về hướng Nam hỗ trợ cánh quân phía Nam.
ngày 24 tháng 10, quân đoàn 2 của Nhật đánh đến Ma Thành, sau đó tiếp tục di chuyển xuống phía Nam cùng quân đoàn 11 hợp vây thành phố Vũ Hán. Tới khi này, quân Trung Quốc đã quyết định rút lui khỏi thành phố Vũ Hán nhằm bảo toàn lực lượng. Ngày 26 tháng 10, Vũ Xương và Hán Khẩu đều thất thủ. Ngày 27, Hán Dương cũng thất thủ. Và toàn bộ Vũ Hán tới khi này đã rơi vào tay của quân đội Nhật Bản, dù cái giá phải trả của họ cũng không hề rẻ. Sau 4 tháng kịch chiến, Vũ Hán rơi vào tay quân đội Nhật Bản. Tuy nhiên, trận thắng tại Vũ Hán là một trận thắng kiểu Pyrrhus của quân Nhật, tức là thắng mà tổn thất không kém gì bên thua. Nỗ lực của quân Nhật nhằm đánh đòn kết liễu quân Trung Quốc cũng không thành công. Tổng cộng, Nhật Bản mất tới 140.000 người chết hoặc bị thương, tức là gần một nửa lực lượng mà mình có. Trung Quốc thì cũng phải trả một cái giá khủng khiếp với hơn 400.000 người chết hoặc bị thương. Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất đã thất bại. Quân Nhật thất bại mất tới nửa binh lực mà không bắt được bộ chỉ huy của quân Trung Quốc. Và quân Trung Quốc thì đã thắng thế khi kìm chân được địch, bẻ gãy ý đồ đánh nhanh thắng nhanh, đưa Nhật Bản vào một cuộc chiến tranh tiêu hao và tốn kém. Thế trận sau đó đã rơi vào thế giằng co và đánh củ cưa. Vậy những diễn biến tiếp theo của cuộc chiến này đã diễn ra như thế nào? Hãy cùng chờ đón những phần sau của video nhé!